hết chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực là thanh tịnh ca nghiêm con nay quy pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy đức quán thế âm bồ tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh và diễn nghĩa tập thứ năm do Tịnh Công Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 9 tháng 4 năm 2010 giảng ở Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin mời ngồi xuống. Hàng thứ nhất, trang thứ ba của sách Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Dạy, Xem từ hàng thứ nhất Thứ nhất cứu Phật hiệu Chánh như yếu giải sở thị Tức thì chúng sanh bộn giác lý tánh Cố tri Thử giới nhĩ năng Niềm chi tâm tức thị như lai quả giác Trong lần trước Chúng ta đã đọc tới chỗ này Câu này vẫn phải nói rõ cặn kẽ hơn một chút Nó có quan hệ rất lớn đối với sự niệm Phật của chúng ta Cái giới nhị năng niệm chi tâm này Là chân tâm Mà cũng là dòng tâm Trong các thứ dòng tâm Nó gần với chân tâm nhất vì sao? Chẳng khởi tâm Chẳng động niệm Nó là chân tâm Hãy khởi tâm, động niệm Nó là dòng tâm Chỉ là cái tâm bé nhỏ này Vừa mới dấy lên ý niệm Nhìn từ phía chân và dòng Cái tâm này khó có Dùng cái tâm này để niệm Phật Thì cái tâm ấy chính là Như lai quả giác được nói đến ở đây Người ấy chẳng mê Chẳng có hoặc phiền não Tức là chẳng mê hoặc Khi một niềm tâm khởi lên Bèn a di đà Phật Niệm Phật phải niệm theo cách như vậy Này chúng ta là Phạm Phu Là lục đạo Phạm Phu chính cống nếu trong kinh đại thừa đức phật không nói ra chúng ta sẽ vĩnh viễn không nhận biết một niềm tâm này nó quá di tế giới nhĩ có nghĩa là di tế nhỏ nhịp cực kỳ di tế Chúng ta không có cách nào nghĩ tưởng được Chúng ta vừa mới dấy lên một niềm suy tưởng Di Lặc Bồ Tát đã bảo Trong một niềm tưởng có 32 ức trăm ngàn niệm Đó là giới nhĩ năng niệm chi tâm Cái tâm có thể niệm nhỏ nhoi này Chúng ta vừa mới tưởng Trong cái ý niệm vừa giấy động ấy Bèn có 32 ức trăm ngàn niệm Di Lặc Bồ Tát đã cho chúng ta biết 32 ức trăm ngàn niệm chỉ là trong khoảng khẩy ngón tay Cho nên không có cách nào thấu hiểu điều này được Trong Kinh, Đức Phật cũng nói rất rõ Khi nào quý vị mới có thể quan sát Nhận biết những niệm di tế này tồn tại Phải là khi đã đạt đến Bát Địa Bồ Tát Tức Bát Địa Bồ Tát trong viên giáo như kinh quan nghiêm đã nói từ thất địa trở về trước đều không có cách nào cảm nhận được bát địa bồ tát có công phu định lực như vậy chúng ta gọi công phu ấy là thanh tịnh tâm cái tâm thanh tịnh ấy đạt đến mức độ tinh thuần như vậy nên ngài mới cảm nhận được cao hơn nữa là cửu địa thập địa thập nhất địa Đặng giác Trên nữa là diệu giác Đó chính là viên mạng Tức quả Phật trốt tráo viên mạng Này chúng ta nên học như thế nào? Phải rèn luyện trong cuộc sống thường ngày Chúng ta có thể học theo bí quyết Về phương pháp huấn luyện trong cuộc sống thường ngày của Ấn Quang Đại Sư. Bí quyết gì vậy? Chính là chữ tử trong sanh tử. Thường nghĩ đến lúc phải đối diện cái chết. Đừng sợ chết. Quý vị phải biết, chết là thân có sanh tử chỉ linh hồn thần thức không có sanh tử. Nếu sau khi chết cái gì cũng đều không có, linh hồn cũng chẳng có. Nói chung chúng ta cũng chẳng cần phải học Phật, cũng chẳng cần phải tu hành. Giống như phạm nhân thường nói, người chết như ngọn đèn đã tắt, chết rồi cái gì cũng đều chẳng có. Không phải vậy, thần chết linh hồn không chết linh hồn lại đi đầu thay tức là nói luân hồi trong lục đạo chuyện này phiền phức lắm chúng ta phải thật sự hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật này thần thức chẳng thể chết được trong quá khứ khi giảng kinh tôi đã nói rất nhiều lần Chết là phiền lắm Phiền phức quá lớn Nhất định phải giảng sanh tình độ Trong một đời này Giảng sanh tình độ là thành Phật Có thể làm được hay không Ai cũng có thể làm được Chỉ cần quý vị hiểu lời khai thị này Của Pháp Sư Ấn Quang Thường nghĩ thọ mạng của mình chỉ là một ngày hôm nay đừng nghĩ sẽ có ngày mai chỉ có ngày hôm nay thôi quý vị còn có gì mà không buông xuống được chỉ có một ngày hôm nay ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta phải nên làm chuyện gì thật thà niệm phật chẳng phải là đã thành công rồi hay sao cách niệm như thế nào mỗi tế bào trên thân thể ta đều là a di đà phật Mỗi sợi lông đều là a di đà Phật Ta lại mở banh mắt nhìn ra thế giới bên ngoài Nghe âm thanh bên ngoài Những điều mà sáu căn tiếp xúc Chẳng có điều nào không phải là a di đà Phật a di đà Phật trọn cấp pháp giới Đó là niềm Phật Trong Kinh Đại Thừa Đức Phật đã giảng rất hay hết thảy chúng sanh chúng sanh ở đây hiểu theo nghĩa rộng không theo nghĩa hẹp do các duyên hòa hợp sinh ra hiện tượng thì gọi là chúng sanh có hiện tượng nào chẳng phải do các duyên hòa hợp cái thân động vật của chúng ta do các duyên hòa hợp gọi theo danh từ phật học là tứ đại ngũ quận tứ đại là vật chất Ngũ quẩn là tinh thần Tức thọ, tưởng, hành, thức Tứ đại và ngũ quẩn Hợp thành thân thể này Qua, cỏ, cây cối Thì sao? Qua, cỏ, cây cối cũng vậy Cũng do các duyên hòa hợp mà sanh Chúng ta thấy thân tướng của chúng Và hiện tượng vật chất Chúng có thọ, tưởng, hành, thức hay không? Có chứ không rõ ràng như động vật Trì động hơn động vật nhiều lắm Nhưng chúng có thọ tưởng hành thức Nếu không có Làm sao chúng ta có thể khởi cảm ứng đào giao với chúng Mười năm gần đây nhất Tôi di dân sang Úc là một đạo tràng tại Úc Đất ở Úc trẻ Tiền xây cất đạo tràng rất thấp Đất đai đặc biệt trẻ Hoàn cảnh sống của tôi ở Úc Là ở vùng nông thôn Cách thành phố 12 số, Lái xe vào thành phố mất 15 phút Phía ngoài căn nhà tôi ở là sân Sân to chừng nào Cỡ 170 mẫu Trung Quốc Sân to như vậy đó Phía ngoài dùng dây kẽm rào lại Đi vòng quanh hàng rào ấy Phải mất một giờ Vì thế tôi trồng rất nhiều rau Rất nhiều cây cối Qua cỏ cây cối hoa cỏ có linh khí rau có linh khí thực vật có linh tánh chúng có khả năng thấy nghe hay biết chúng ta dùng thiện tâm chăm sóc đối đại chúng chúng sẽ báo đáp tốt đẹp hoa nở đặc biệt thơm kết quả đặc biệt ngọt chúng đền đáp đấy chúng tôi không dùng thuốc trừ sâu và phân hóa học thuốc trừ sâu và phân hóa học sẽ tổn hại chúng chúng chẳng muốn tiếp nhận chúng giống như chúng ta có một phần tinh thần phật pháp nói đến tâm thực vật có tâm pháp Chăm sóc vườn rau Vườn rau rất lớn Chúng tôi tổ chức các hoạt động Rau trong vườn có thể đủ cung cấp cho một ngàn người ăn Tổ chức các hoạt động suốt bảy ngày Có thể chẳng cần phải mua rau ở bên ngoài Dường rau của chúng tôi có thể đủ cho một ngàn người ăn mỗi ngày vườn rau to ngần ấy trồng rất nhiều loại pháp sư ngộ Kim cho tôi biết cô ta trong nôm vườn rau một hôm nằm mộng thấy có một trái dưa leo báo mộng tôi đã già cằn rồi mà các cô không hái quý vị thấy nó báo mộng cho cô ta vì cô trong nôm vườn rau Hôm sau thức dậy Cô ta cảm thấy lạ lắm Băn khoăn Mỗi ngày mình đều vào giường Cứ sao chẳng thấy Tìm đúng vị trí trái dưa đã chỉ trong giấc mộng Quả nhiên có một trái dưa Nó khuất sao mới dây leo Nên chẳng thấy Cô ta thấy nó đúng là quá già dạ. Chẳng thấy nào ăn được Thôi để dành làm giống vậy Quý vị thấy đó Dưa có thể báo mộng cho quý vị cho nên nó có linh tánh quý vị đừng coi rẻ xem thường nó quý vị phải tôn trọng nó không chỉ cây cối hoa cỏ có linh tánh mà núi sông đại địa cũng có linh tánh cũng tức là nói quán vật có linh tánh tiến sĩ giang bổn thắng của nhật bản làm thí nghiệm với nước Nhà khoa học này thừa nhận Ông ta chẳng bị chuyện Ông ta làm thí nghiệm 12 năm Nước là khoáng vật Nó có thể thấy và nghe Hiểu ý nghĩ của con người Sau khi tin tức này được công bố Nói theo Phật Pháp Sở dĩ nước có thể thấy, nghe, hiểu ý là vì tất cả hết thảy khoáng vật, núi, sông, đại địa đều có linh tánh. Cũng có thể nói là chúng đều có thọ, tưởng, hành thức. Thân thể của động vật là ngũ quẩn, nhưng thực vật và khoáng vật cũng chẳng ra ngoài đời ấy. Chẳng đìa ngũ quẩn, chỉ là mức độ mẫn cảm khác nhau. Động vật mẫn cảm nhất, rõ ràng nhất. Thực vật kém hơn Khoáng vật kém hơn nữa Nhưng vẫn có linh tánh Do điều này chúng ta mới thật sự hiểu Một hạt di trần Có là a di đà Phật hay không? Đúng vậy Một sợi lông Có phải là a di đà Phật hay không? Phải a di đà Phật ở đâu? Khắp pháp giới hư không giới không chỗ nào chẳng phải là a di đà phật a di đà phật là tự tánh là tánh đức của chúng ta một niềm của chúng ta vừa dấy lên bèn tương ưng viên mãn với tánh đức đó gọi là niệm phật giới nhĩ năng niệm chi tâm chính là quả giác của như lai chẳng giả tí nào thì cố quán kinh dân Do vậy Quán Kinh nói Quán vô lượng thọ Phật Kinh Là một trong ba kinh tịnh độ Bộ kinh này giảng về lý luận Và phương pháp tu hành Còn kinh vô lượng thọ Là tịnh tông khái luật Giới thiệu toàn thể y báo Và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương cực lạc thế giới Quán Kinh chuyên giảng về hai bộ phận lý luận và phương pháp. Kinh A Di Đà là lược bổn bản rút gọn của Kinh Do Đường Thọ, tức là một phiên bản tinh giản thuận tiện cho quý vị học tập trong khóa sáng và khóa tối. trong kinh ấy có bốn lần khuyên dạy chẳng dễ có rác miệng buộc lòng khuyên bảo chúng ta hãy tin tưởng hãy phát nguyện phải cầu sanh tình độ làm như thế là đúng đây là chư phật như lai bi tâm vô tận mong cho chúng sanh thành tựu trong một đời trong các kinh điển khác đức phật chẳng khuyên chúng ta nhiều như thế nhưng trong kinh di đà khuyên tới bốn lần cũng có nghĩa là pháp môn này đảm bảo quý vị sẽ thành tựu trong một đời chỉ cần thật sự làm được chẳng hoài nghi chẳng xen tạp chẳng gián đoạn sẽ thành công đại thế chí bồ tát đã làm gương cho chúng ta thấy trong quán vô lượng thọ phật kinh có hai câu như sau thị tâm thị phật thị tâm tác phật tâm này là phật tâm này làm phật đây là nguyên văn hai câu trong kinh ấy tâm này là phật tôi vừa mới nói lắm lời như vậy chỉ nhằm giải thích bốn chữ này tôi nói tới các tế bào trên toàn thân chúng ta thì tế bào vẫn còn lớn nếu chia chẻ tế bào sẽ biến thành phân tử lại chia trẻ phân tử sẽ biến thành nguyên tử chia đến cuối cùng là hạt cơ bản mỗi hạt cơ bản đều là a di đà phật do tâm biến ra hạt cơ bản là tâm tâm này là phật lẽ nào các hạt cơ bản ấy chẳng phải là phật tất cả tế bào trên thân tôi đều là phật các tế bào trên thân quý vị có là phật hay không là ngay cả cây cối Qua cỏ núi sông đại địa đều là Phật Từ chỗ này quý vị sẽ giác ngộ Chẳng có một Pháp nào chẳng phải là a di Đà Phật Hệ giác ngộ Pháp nào cũng đều như thế Do vậy Kinh Phật được mở đầu bằng câu Như thị ngã văn Như thị là gì vậy? Như là chân như Tướng giống như tánh Tánh giống như tướng Tánh và tướng bất nhị Tánh là Phật Lẽ nào tướng chẳng phải là Phật Đâu có lẽ ấy Tâm này là Phật Có chuyện gì chẳng phải là Phật Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Phật là gì? Phật là tâm, là chân tâm Chẳng phải là dòng tâm Là gì? Cái tâm có thể sanh, có thể hiện Cái tâm có thể biến Chính là tức tâm Tức a la gia thức Chuyện các tướng có thể hiện, có thể sanh Thành y báo và chánh báo Trang nghiêm trong mười pháp giới Chuyển biến thành lục đạo luân hồi Đó là chuyện thực hiện bởi tâm thức Thức là gì? Là phân biệt, chấp trước Thức thứ sáu, tức ý thức Phân biệt Thức thứ bảy, chấp trước Mạt na chấp trước tức thứ sáu phân biệt Thiên biến dạng quá Sách Hoàng Nguyên Quán Nói có ba thứ châu biến trọn khắp xuất sanh vô tận sinh ra vô tận chính là nói về ý nghĩa này tâm này là phật không gì chẳng phải phật dùng tâm này để trì danh niệm phật tâm này làm phật làm phật như thế nào niệm phật là làm phật niệm bồ tát là làm bồ tát Niệm A La Hán là làm A La Hán. Người trong thế gian hiện nay niệm gì? Đầu óc nghĩ tới liền. Nghĩ nhớ tài, sắc, danh, vọng, ăn uống ngủ nghỉ, nghĩ tới những thứ này, niệm những điều này sẽ biến thành những điều này niệm gì sẽ biến ra đó giống như ông kính dạng qua vậy niệm cái gì sẽ biến ra cái đó niệm ngũ dục sẽ không phải là phật tài sắc là gì thưa quý vị tài sắc là ngạ quỷ địa ngục vì sao quý vị nổi tâm tham tâm tham là ngạ quỷ sân khỏe là địa ngục ngu si là súc sanh ngu si là chẳng liễu giải chân tướng thật sự nên gọi là ngu si trong thế gian hiện thời mấy ai hiểu rõ chân tướng sự thật nếu chúng ta không học kinh giáo đại thừa sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi ngu si chỉ có những kinh điển phật pháp đại thừa mới giúp chúng ta phá mê khai ngộ ngộ ở đây chẳng phải là chứng ngộ mà là giải ngộ chúng ta đã hiểu rõ vì sao chưa chứng đắc chưa buông xuống thật sự buông xuống là cảnh giới nào tôi vừa mới nói đấy thôi khi thật sự buông xuống niệm niệm đều là a di đà phật chẳng phải thô niệm mà là tế niệm 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 thật sự giác ngộ trong cảnh giới ấy chẳng có lục đạo chẳng có mười pháp giới cảnh giới ấy là cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai chúng ta gọi cảnh giới ấy là nhất chân pháp giới Nhất là thật nhị là giả quý vị đọc đoạn thứ nhất trong hoàng nguyên quán tức bài văn của hiền thủ đại sư ngài đã giảng về nhất chân cảnh giới đó là thật tự tánh thanh tình duyên minh thể tự tánh thanh tình duyên minh thể là tâm là Phật chẳng hai Tâm và Phật là một chẳng hai Khởi lên nhị dụng thì sao? Khởi lên nhị dụng sẽ biến đổi Nhị dụng là gì? Vũ trụ xuất hiện Dạng vật xuất hiện Ta xuất hiện Ta là chánh báo Trừ chánh báo ra Tất cả hết thảy hoàn cảnh đều là y báo Trong y báo Có y báo nhân sự Tức là quan hệ giữa con người với nhau Và y báo hoàn cảnh vật chất Hãy ý niệm vừa dấy lên y báo và chánh báo trang nghiêm đều xuất hiện khi nó xuất hiện nó chưa biến đều do tự tánh hiện do vậy có thể hiện có thể sanh nhưng chẳng biến quá đó gọi là nhất chân pháp giới nhưng nếu khởi phân biệt cảnh giới sẽ biến đổi chứ gì phải hiểu tâm phân biệt dấy lên sẽ chẳng thấy cõi thật báo nữa xuất hiện cảnh giới gì Tứ Thánh Pháp Giới Tức là bốn tầng trên trong mười Pháp Giới Có phân biệt Nhưng không chấp trước Nếu hơi có một chút chấp trước Chấp trước gì vậy? Ta bồng khống chế nó Toàn chiếm hữu nó Hãy có ý niệm như thế Tứ Thánh Pháp Giới chẳng còn nữa Không thấy nữa Lại xuất hiện gì? Lục đạo luân hồi xuất hiện Lục đạo do đâu mà có Do chấp trước Do vậy trong lục đạo Toàn bộ dòng tưởng phân biệt chấp trước đều có Trong tứ thánh pháp giới Có dòng tưởng có phân biệt Nhưng chẳng có chấp trước Trong nhất chân pháp giới của các cõi Phật Có dòng tưởng nhưng không có phân biệt và chấp trước Chấp trước hại chết người vì sao quý vị sống trong thế gian khổ sở như thế do chấp trước chấp trước chẳng còn nữa trong thế gian này quý vị sẽ sung sướng chẳng khổ sở lìa khổ được sướng câu tiếp theo là tâm này làm phật quá quan trọng vì sao quý vị chẳng niệm phật niệm phật được tự tại Niệm Phật được tương ứng Càng niệm càng quan hỷ Càng niệm càng sung sướng Biết dạng sự dạng pháp Trong các pháp giới hư không giới Và chính mình là nhất thể Quý vị bèn chứng đắc hai câu Tâm này là Phật Tâm này làm Phật Đó chính là cảnh giới của quý vị Người ấy giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Đối với bốn cõi Sẽ sanh trong cõi nào Sanh vào cõi thật báo trang nghiêm Đến Tây Phương cực lạc thế giới Qua nở Thế Phật Chứng vô sanh pháp nhẫn Đó là gì Là một vị anh duy diệt trí Bồ Tát Thật sự Chẳng giả tí nào Nếu chưa nhập cảnh giới này Vẫn có thể giảng sanh Thường gọi là đới nghiệp giảng sanh Pháp môn này thù thắng khô sánh Tám dạng bốn ngàn pháp môn Chẳng có đới nghiệp Chỉ có pháp môn này cho phép quý vị đới nghiệp giảng sanh Sanh về cõi phương tiện Hay cõi đồng cư của Tây Phương Cực Lạc Thế giới Trong thế giới của chúng ta Cõi đồng cư là lục đạo cõi, cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới à, Nhưng cõi đồng cư và phương tiện trong thế giới Tây Phương Không giống với thế giới của chúng ta à, Ở nơi đây, thế giới xa bà Chúng ta có chướng ngại Tứ ừ. bậc khác nhau Sẽ chẳng thấy được cảnh giới của các cõi tình độ khác tây phương cực lạc thế giới là thế giới bình đẳng không có chướng ngại điều này giống như gì chúng ta học tập trong vài trường tiểu học và trung học chẳng ở chung trong một trường học trò tiểu học chẳng thể đến trường trung học mà học trò trung học cũng chẳng thể đến trường học trong trường tiểu học trong tiểu học còn có các lớp khác nhau. Những trò cùng một lớp sẽ học chung với nhau. Nếu khác lớp, tuy là bạn đồng học, chẳng thường gặp mặt, chẳng cùng lên lớp với nhau. Thế giới cực lạc rất đặc biệt. Tiểu học, trung học, đại học cùng nghe giảng trong một phòng học, cho nên gặp mặt mỗi ngày, thật sự là đồng học. Học trò lớp 1, lớp 2 tiểu học, cùng học với các đàn anh sinh viên đại học năm thứ nhất năm thứ hai thuộc về hệ nghiên cứu sinh gọi nhau là huynh đệ hay đồng học gặp mặt mỗi ngày đó là chỗ chẳng thể nghĩ bàn của thế giới cực lạc mười phương thế giới không có trạng huống và tình hình này thù thắng lắm do vậy thế giới cực lạc là sanh vào một là sanh hết thảy quý vị sanh vào cõi phàm thánh đồng cư gần như cũng đồng thời sanh vào cõi phương tiện và cõi thật báo đây là lý do vì sao thích ca di đà khuyên chúng ta giảng sanh chư phật trong mười phương thế giới cũng khuyên chúng ta giảng sanh đạo lý ở chỗ này nếu trong một đời này Chúng ta chẳng thể giảng sanh Làm sao xứng với Phật Tích Ca Làm sao xứng với Phật Di Đà Làm sao xứng với Mười Phương Chư Phật Những câu này Câu nào cũng đều là lời chân thật Vì thế Hai câu nói Tâm này là Phật Tâm này làm Phật Đã nói trọn hết những nghĩa lý tinh vi của pháp môn tịnh độ Tiếp đó, cụ Hoàng Niêm Tổ viết Bổn lai thị Phật, hiện hữu tác Phật Thì cố đương hạ tức Phật vốn sẵn là Phật, nay lại làm Phật Cho nên, ngay lập tức là Phật Câu này chẳng phải nhằm khuyến khích cổ vũ chúng ta Mà là sự thật Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề là bản thân chúng ta không dám gánh gác Bản thân chúng ta chẳng dám thừa nhận, không dám gánh gác, không dám thừa nhận là đúng. Như thế nào là đúng? đúng là Phật, chẳng cần nói năng chi nữa, lời này là đúng. Nay lại làm Phật, quý vị hữu danh vô thực, niệm A Di Đà Phật để mong thành Phật nhưng có rất nhiều nghi vấn đối với câu Phật hiệu ấy. Thật hay chăng? Có rất nhiều câu hỏi trong đó. Niềm một câu Phật hiệu này có rất nhiều xen tạp. Nhưng xen tạp những gì? Chính quý vị cũng chẳng biết. Vì sao không biết? Do quý vị ngu si Tham sân si Nếu chẳng ngu si Sẽ biết điều gì xen tạp Do ngu si Nên xen tạp mà chẳng biết Vì thế công sức chẳng thuận à, Niệm Phật Lập tức thật sự là Phật Nhưng vì quý vị công phu chẳng thuận Chẳng đạt tiêu chuẩn Cứ hướng theo phương hướng đó Thì sẽ chẳng sai Nhưng chưa đạt được mục tiêu này Làm sao để chẳng hoài nghi Phải thấy thấu suốt Khi tôi mới học Phật Thầy dạy tôi Thấy thấu suốt buồn xuống Thấy thấu suốt là hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật kẻ căn tánh trung hạ như chúng ta chỉ có thể từ từ hiểu rõ kinh giáo sau khi hiểu rõ quý vị cũng rất dễ buông xuống chính quý vị biết chẳng buông xuống là sai lầm lẫn quá độ. vì sao phải buông xuống vì nó phiền não mê hoặc chấp trước phân biệt vọng tưởng vốn không có hết thảy đều là giả phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng dạng pháp đều không khi đến cõi thường tịch quan tịnh độ nhân quả cũng là không chứ gì phải biết Đến cõi thường tịch quan Nhân quả chẳng còn nữa Trong cõi thật báo Còn có nhân quả Trong Phật môn có câu Dạng Pháp dai không Nhân quả bất không Dạng Pháp đều là không Nhân quả chẳng không Trong mười Pháp giới Nhân quả chẳng không Thật ra trong cõi thật báo Vẫn là nhân quả chẳng không Đến cõi thường tịch quan Nhân quả mới chẳng còn nữa Trực tiếp liễu đáng Phương tiện cứu cánh Kỳ đặc thù thắng Bất khả tư nghị Mấy câu này là lời tán thán bộ kinh này Và pháp môn này Thù thắng khôn sánh Chúng ta có thể gặp gỡ Tức là có nhiều phước báo Thật đấy trong pháp giới hư không giới bao nhiêu vị bồ tát mong cầu mà chẳng cầu được đạo tràng này của chúng ta tuy không lớn thính chúng đông đảo chúng ta mắc thịt chẳng thấy Khi quý vị thấy được Sẽ biết tính chúng nhiều vô số Tuy chúng ta ở đây mở toan cửa quan đến mọi người Chẳng có bất luận điều kiện gì Nhưng rành rành là vẫn có thần hộ pháp Có chẳng ít chúng sanh Bị thần hộ pháp Chẳng ở ngoài cửa Không vào được Chúng ta thờ bài gì Là thiết lập chỗ ngồi cho họ Để họ có chỗ ngồi Có thể tiến vào nghe kinh Đến nơi đây tu hành Hết thảy Pháp toàn là quyển quá Chẳng có lớn hay nhỏ Lớn hay nhỏ tùy thuộc tâm lượng của quý vị Tâm lượng càng lớn, đạo tràng càng to Tâm lượng nhỏ nhoi đạo tràng sẽ bé tí đại đạo tràng cũng biến thành tiểu đạo tràng tâm lượng lớn tiểu đạo tràng cũng biến thành đại đạo tràng chẳng thể nghĩ bạc <laughs> tiền dĩ tịnh độ chư kinh chi trung duy thử kinh bị nhiếp viên diệu tịnh độ có tam kinh trong phần trên tôi đã thưa với quý vị Cư sĩ Ngụy Bạc Thâm Đem quyển kinh cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm Ghép vào sau Tam Kinh Biến thành Tứ Kinh Ấn Quang Đại Sư Đem Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương Của Kinh Lăng Nghiêm Ghép vào Quý Tứ Kinh Biến thành Tình Độ Ngũ Kinh viên Mạng tôi tịnh độ năm kinh này là viên mãn trong ngũ kinh bộ kinh nào giảng viên mãn nhất một chút khiếm khuyết cũng không có đó là kinh vô lượng thọ vì thế cổ đại đức tán tháng bộ kinh này là cực viên cực diệu vị phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm di tông Dĩ di đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện di bổn Hai câu này rất quan trọng Phẩm tam bố giảng sanh Trong kinh này đã giảng rất rõ ràng ý nghĩa của Pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Phẩm Tam Bối Giảng Sanh gồm bốn đoàn kinh văn Thường Bối Giảng Sanh, Trung Bối Giảng Sanh, Hạ Bối Giảng Sanh. Đoàn cuối cùng là Tu Học Đại Thừa Phật Pháp. Bất luận tu học Pháp môn nào, đem công đức đã tu hồi hướng cầu sanh tịnh độ sẽ đều có thể giảng sanh quý vị thấy pháp môn tịnh độ này lớn như thế đó trong khoa phán pháp sư từ châu đã đặt đề mục cho đoạn này là nhất tâm tam bối đặt hay lắm đã gồm thâu toàn bộ phật pháp Phát Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm là gì? Điều này thường được nói tới Quán vô lượng thọ Phật Kinh giảng Bồ Đề Tâm là chí thành tâm thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm kinh dài như thế trong đại thừa khởi Tính luận bồ đề tâm được giảng là trực tâm thâm tâm đại bi tâm Gặp chung kinh và luận lại để xem Ý nghĩa rất rõ rệt Thể của Bồ Đề Tâm Cũng là chân tâm trong Bồ Đề Tâm Thể của chân tâm là gì? Là chân thành Chân thành đến chỗ cùng cực Thì gọi là trí thành Tức trí thành tâm Trực tâm như khởi tính luận đã nói Chẳng có mảy may công dạy nào đó chính là chân thành chúng ta chiếu theo kinh luận để hiểu nghĩa thâm tâm chẳng dễ giải thích cổ đại đức giải thích thâm tâm là ưa thiện chuộng đức giải thích thâm tâm như thế Thâm tâm là tự thụ dụng dành cho chính mình Đại bi tâm là đối người khác Từ bi đối người khác Do vậy, trong hơn 20 năm trước Tôi giảng kinh này Dùng ngay những từ ngữ trong tựa đề kinh vô lượng thọ Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác đó là thâm tâm chân thành tâm như đã nói trong phần trên chính là kế thể của bồ đề tâm thanh tịnh bình đẳng chánh giác là tự thụ dụng từ bi của tha thụ dụng nói cách khác dùng tâm gì đối với chính mình thanh tịnh bình đẳng giác dùng tâm gì đối với người khác đại từ đại bi Đây gọi là phát Bồ Đề Tâm Chúng ta tu hành điều gì? Tu tâm Tâm chúng ta có thanh tịnh hay không? Bình đẳng hay bất bình đẳng? Tâm thanh tịnh là giới luật Tâm bình đẳng là thiền định Tâm chánh giác là trí huệ Giới định huệ Chúng ta học giới định huệ như thế nào Quý vị phải hiểu rõ Nếu trì giới mà tâm chẳng thanh tịnh Quý vị đã uổng công trì giới Tu định mà chẳng khai trí huệ Cũng uổng công tu định Nhân giới đắc định Do định khai huệ Vì thế trì giới là phương tiện Không phải là mục đích Trì giới nhằm muốn đạt tới thiền định Đạt tới bình đẳng Bình đẳng mới là định Nếu chúng ta thật sự đạt được cái tâm thanh tịnh Thưa quý vị Thủy tai trong tam tai Chẳng còn nữa Tâm bình đẳng hiện tiền Động đất chẳng còn nữa Hôm nay có một đồng học Đưa cho tôi xem một tài liệu Gần như chưa đầy một tháng Động đất cấp 6 trở lên Đã xảy ra mười mấy lần Tại các nơi trên toàn thế giới Liên tiếp xảy ra như thế Là do nguyên nhân gì? Từ cấp 6 trở lên đã đáng sợ lắm Có trường hợp động đất đến cấp 8 Sau khi giác ngộ Phong tai chẳng còn nữa Ngu si cảm phong tai Nếu chính đắc tâm bình đẳng Nhiệt độ của địa cầu sẽ chẳng tăng lên Khôi phục bình thường vì thế Đức Phật chỉ dạy chúng ta Cần tu giới định huệ Tức diệt tham sân si Xuyên tu giới định huệ Dứt diệt tham sân si Cảm ứng của tham sân si Là tai nạn Là bất thường Giới định huệ là bình thường Do vậy phải phát bồ đề tâm Một mật chuyên niệm Một phương hướng là Tây Phương Một mục tiêu là thế giới cực lạc Một nguyện vọng là thân cận a di đà Phật Chúng ta sẽ thành công trong một đời này Những thứ khác đều là giả Học trọng nghe nhiều khá lắm Nhưng tai ương vô thường xảy đến Trở tay chẳng kịp Do vậy tôi thường khuyên các đồng học Học rộng ngay nhiều tốt lắm Nhưng sang thế giới cực lạc hãy làm lạ. Vì sao? Sang bên đó Điều đầu tiên mà chúng ta đạt được Là vô lượng thọ Dẫu học nhiều thứ vẫn được Ta có thời gian mà Ở nơi đây sanh mạng quá ngắn ngủi Chúng ta trở nên lãng phí thời gian Đừng lãng phí hơn nữa trong thế gian này ký huệ chưa khai học gì cũng chẳng viên mãn hiểu biết nửa vời lại còn phạm rất nhiều sai lầm cớ gì cứ phải như thế do vậy phải thật thà phải nghe lời đức phật dạy chúng ta một mực chuyên niệm đức phật dạy như thế trong kinh văn của kinh vô lượng thọ tông là tôn chỉ tông nghĩa là gì là điều quan trọng nhất đây là nói về phương pháp tu học tông là phương pháp tu học quan trọng nhất là phương pháp đáng tôn sùng nhất thập phương chư phật đều tán thán phương pháp tu học chủ yếu của tịnh tông là nhất hướng chuyên niệm chữ tông có ba ý nghĩa ấy dĩ di đà thập niệm tết sanh chi đại nguyện di bổn lấy đại nguyện mười niệm ác sanh của phật di đà làm gốc đây là quyền thứ mười tám phát bồ đề tâm là nguyện thứ 19 đây là hai nguyện trọng yếu nhất trong 48 mươi nguyện cổ đại đức nói nguyện nào trọng yếu nhất trong 48 mươi nguyện mọi người đều nói là nguyện thứ 18 tám Nguyện thứ 18 là mười niệm hay một niệm Đều có thể giảng sanh Điều kiện là gì? Điều kiện là trọn đủ tín nguyện Một niệm hay mười niệm Là nói về lúc nào? Là nói khi quý vị giảng sanh Lúc quý vị đời khỏi thế gian Niệm cuối cùng trong lúc ấy Niệm cuối cùng là a di đà Phật Do niệm ấy bèn giảng sanh Do vậy lúc lâm chung Nếu một niệm vẫn là nghĩ tới tài sản trong nhà Xong luôn Sẽ đi vào quý đạo Nếu nghĩ tới kẻ nào khiến ta bị quan uổng Ta vẫn còn hận hắn Sẽ sanh vào địa ngục Một niệm cuối cùng quyết định quý vị từ nơi này rốt cuộc sẽ sanh về đâu mấu chốt ở một niềm ấy vì thế một niềm rất trọng yếu điều quan trọng nhất trong việc đưa người khác đi giảng sanh trợ niệm là giúp cho người ấy trong một niềm cuối cùng đừng quên mất a di đà phật chúng ta dây quanh người ấy niệm niệm đều là a di đà phật nhắc nhở người ấy công đức vô lượng Bảo người ấy không nên có ý niệm nào khác Cổ Đại Đức đã làm rất tốt Không cho phép người nhà quyến thuộc gần gũi người sắp mất Khi người ấy sắp tắt hơi Người nhà quyến thuộc lánh đi Để người ấy chẳng khởi lên tình chấp Hãy tình chấp giấy lên Ngay lập tức người sắp mất ấy bị đọa lạc Sanh trong tam ác đạo người nhà quyến thuộc rời khỏi các đồng tham đạo hữu giúp đỡ đấy là chính xác dẫu người nhà quyến thuộc học phật tốt nhất là cũng nên rời khỏi kẻo người sắp mất thấy con cháu sẽ giấy động tình cảm khi ấy sẽ là vấn đề nghiêm trọng vì thế người nhà quyến thuộc rời khỏi người chết là chuyện hết sức hợp lý thâm minh tam bối giảng sanh chi dân trong kinh đức phật đã nói rất rõ ràng trong hai chương tam bối giảng sanh và giảng sanh chánh nhân đã nói rõ ràng minh bạch quản nhiếp cựu giới thánh phàm chi chúng rộng nhiếp các bậc thánh phàm trong chính pháp giới pháp môn này quá lớn có năng lực nhiếp thọ chúng sanh trong chính pháp giới trong chính pháp giới ba pháp giới phía trên là bồ tát duyên giác thanh văn chúng ta gọi họ là thánh nhân bồ tát là đại thánh thanh văn và duyên giác là tiểu thánh trong lục đạo đều là phạm phu phạm chúng niệm phật giảng sanh tịnh độ là đi làm phật ai nấy đều có phần quỷ thần cũng có phần trời người cũng có phần thanh văn duyên giác bồ tát cũng có phần vấn đề là quý vị có phước báo và duyên phận gặp gỡ hay không đã gặp quý vị bèn tin tưởng phát nguyện giảng sanh thì sẽ thành nói theo lý đáng lẽ bồ tát a la hán dễ có phước đức và nhân duyên tu pháp môn này hơn chúng ta vì sao kinh nói trong mười pháp giới nhân gian giảng sanh thuận tiện nhất là do nguyên nhân nặng Trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh có tỷ dụ Phú Quý học Đạo Năng Người Phú Quý hưởng phước quên tuốt coi thường truyền học Phật Bần cùng học đạo cũng khó Kẻ bần cùng cuộc sống quá khổ Ba bữa còn chưa đủ ăn Bận biểu kiếm sống Chẳng có thời gian để học Phật còn loài người thì sao? Chẳng thể coi là rất giàu có Nhưng cũng là chẳng thanh bận Thuộc loại thường thường bậc trung Dễ giác ngộ, dễ tu hành Thuận tiện ở chỗ này Chúng ta có thể hiểu được Cuộc sống của chư thiên nhân tốt đẹp hơn chúng ta Phước báo to lớn Còn tam ác đạo thì sao Quá khổ sợ Hiện thời dường như tình hình có biến quá đôi chút Tôi nghe không ít tin tức Ngay cả ngạ quỷ Địa ngục niệm Phật giảng sanh cũng không ít Ngược lại có người chẳng tin Người niệm Phật đến cuối cùng Đều niệm đến nỗi sanh vào quỷ đạo hay địa ngục Chuyện này là như thế nào? Đối với chuyện này, nếu chưa gì đọc bộ, Đại Thế Chí Duyên Thông Chương Sớ Sao Của Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh Đại Thế Chí Duyên Thông Chương rất ngắn 244 chữ Mà bản chú giải của Ngài là một quyển dày như thế bản tôi đọc chính là đòi sách đóng gáy bằng cách sâu chỉ là một quyển dày như thế đó nơi trang cuối thuở ấy tôi đọc mà không hiểu ngài nói một trăm thứ quả báo của người niệm phật câu đầu tiên là người niệm phật đọa a tỳ địa ngục Đọa ngà quỷ, đọa súc sanh Tôi đọc xong hết sức nghi hoặc Cầm cuốn sách ấy đến hỏi thầy Tôi học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Năng Tôi hỏi Thưa thầy, niệm Phật là chuyện tốt Nhưng niệm Phật như thế nào mà đọa địa ngục Thầy xem rồi bảo Đây là một vấn đề lớn Quan trọng lắm Tôi chẳng nói với một mình anh Khi giảng kinh Tôi sẽ giảng giải đạo lý này cùng mọi người Thật ra Quý vị dùng cái tâm gì để niệm Phật Quý vị niệm Phật Nhưng chẳng đoạn tham sân si tham sân si mạc nghi gọi là ngũ độc quý vị dùng tâm ngũ độc này để niệm phật thì vẫn đọa địa ngục do vậy chẳng thể không hiểu nhân quả vậy thì niệm phật có uổng công hay không chẳng phí công niệm phật trong a la gia thích đã gieo chủng tử phật Trước hết, quý vị gánh chịu quả báo do các tội nghiệp đã tạo tác. Đợi cho đến khi quý vị thoát khỏi địa ngục, chẳng biết tới đời nào đó, lại được làm thân người, lại gặp gỡ Phật Pháp. Gặp được Pháp môn tình độ, quý vị lại tu tiếp. Vì thế, chỉ có thể nói là trong a la gia thức đã gieo chủng tử niệm phật chủng tử ấy vĩnh viễn bất hoại sau này nhất định sẽ khởi tác dụng Lợi ích ấy cũng rất thù thắng Nhưng luân hồi trong lục đạo Quý vị vẫn phải chịu hết các nỗi khổ sở. Do vậy, niệm Phật phải dùng Bồ Đề Tâm để niệm Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Quý vị dùng tâm này để niệm sẽ hoàn toàn tương ứng đúng là nhất niệm tương ứng nhất niệm phật niệm niệm tương ứng niệm niệm phật chánh hiển kỳ danh niệm phật chi pháp trực chỉ giảng sanh quy nguyên chi lộ thị cố thử kinh xưng di tịnh tông đệ nhất kinh giả chỉ rõ ràng phương pháp trị danh niệm phật chỉ thẳng con đường giảng sanh để trở về nguồn. Vì thế, kinh này được gọi là kinh bậc nhất của tình tông. Quả thật Tổ sư Đại Đức đã chỉ rõ phương pháp trì danh niệm Phật. Đó là chỉ thẳng, không đi đường vòng. Chỉ thẳng thừng một con đường gần nhất. Con đường thẳng ấy không ngoằn ngoèo. Dẫn đến đâu? Giảng sanh nguyên. nguyên. Nguyên nguyên là trở về nguyên thủy. Nguyên thủy là gì? Từ tánh, y báo và chánh báo. Trang nghiêm trong mười pháp giới. Từ tự tánh biến hiện. Tự tánh có thể sanh, có thể hiện. A la gia có thể biến. Đó là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Chúng ta gặp Phật, Bồ Tát Phật, Bồ Tát cũng ở trong mười pháp giới Cũng có cùng một hoàn cảnh bị khổ, chịu nạn như chúng ta Nhưng các ngài giác ngộ, quy nguyên trở về tự tánh Chúng ta thường nói các ngài thành Phật, thành Bồ Tát Trở về tự tánh Các ngài hiểu rõ, minh bạch Nên các ngài đến chỉ dạy, giáo hóa chúng ta Làm thế nào thoát ly biển khổ Lục đạo là biển khổ Trong biển khổ sâu thẳm tử thánh pháp giới là chỗ gian bờ Chỗ biển cạn Lên được bờ mới tính là thoát ly Bờ ấy được gọi là bỉ ngạn bờ bên kia Là Niết Bàn bỉ ngạn Niết Bàn là bất sanh, bất diệt trong đức viên mãn mỹ ngạn là cõi thật bảo trang nghiêm đức phật giáo hóa giúp đỡ hết thầy chúng sanh đạt đến niết bàn mới được coi là viên mãn do vậy kinh này là kinh bậc nhất của tịnh tông tịnh tông đồng học chẳng thể không học lại đọc tiếp đảng thử thù thắng đề nhất chi tịnh tông bảo điển cánh tài ngã quốc đại tạng trung trần phong nhất thiên dư niên Kinh vô lượng thọ được truyền sang Trung Quốc sớm nhất. Vào thời đại Đông Hán. Vào thời Hậu Hán, Ngài An Thế Cao đến Trung Quốc. Kinh vô đường thọ liền được truyền sang Trung Quốc cho nên cũng là kinh được biên dịch sớm nhất. Thời đại Đông Tấn, Huệ Diễn Đại Sư lập Niệm Phật Đường tại Lô Sơn, tức Đông Lâm Niệm Phật Đường. Nay là Đông Lâm tự. là đạo tràng cho các đồng học chuyên tu tịnh độ trong ấy người tại gia lệnh xuất gia tổng cộng 123 người một trăm hai mươi ba người cùng nhau niệm phật cầu sách tịnh độ Kinh điển để làm căn cứ là Kinh Vô Lượng Thọ Vì khi đó Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Và Kinh a di đà đều chưa truyền sang Trung Quốc Kinh điển Tịnh Tông chỉ có một bộ này Vì thế cả giống người của vị tổ sư đời thứ nhất Là Huệ Diễn Đại Sư Dựa theo Kinh Vô Lượng Thọ Không dễ dàng Đối với bộ kinh này Mà có thể tin, có thể hiểu Có thể phát nguyện, có thể thật sự hành Há dễ dàng ư Chúng ta xem truyền ký của Huệ Diễn Đại Sư Trong Cao Tăng Truyền Quý vị có thể thấy được tình hình tu hành nồng nhiệt thuận ấy họ kết giới an cư phía trước đạo tràng có một con suối nhỏ tên là hổ khê chúng tôi suy đoán chắc là khi ấy trên núi có cọp nên mới gọi là hổ khê hổ khê là giới tuyến của họ người tu hành nhất định chẳng rời khỏi giới tuyến này Tại Trung Quốc, Nho thích đạo là một nhà Nên cũng có một câu chuyện về diễn công Được gọi là Hổ Khê Tam Tiếu Có hai người bạn thân đến thăm Đào Nguyên Minh, Đào Tìm là Nho Gia Lục đạo trưởng tu đạo Tới Đông Lâm thăm diễn công Nói chuyện rất cao hứng Lúc về tài diễn công đưa tiễn Vô tình vượt qua hổ kê Bước qua chiếc cầu bắt ngang hổ kê Sau khi bước qua khỏi Ba người cười ha hả Đó là giới tuyến Chẳng thể vượt qua Mà nghiễm nhiên đi quá lố Vì thế Truyền thống văn hóa Trung Quốc Chẳng tách rời nho thích đạo Vững vàng như cái đỉnh Có đủ ba chân Diễn công đương theo bộ kinh này tu hành Những người đời sau Không sốt sắng dốc công nơi kinh này như vậy Là vì không lâu sau đó Ước chừng chưa đầy 50 năm Kinh Di Đà và Quán Kinh được dịch ra Quả thật, vào thời kỳ đầu của Tịnh Tông điển tịch phạm văn được truyền sang trung quốc người ta thường dốc công nhiều nhất nơi kinh di đà chú sở kinh di đà cũng nhiều nhất hơn một ngàn năm qua kinh này kinh vô lượng thọ không được tịnh tông chú trọng vì nguyên nhân gì sách viết tiếp khảo kỳ nguyên nhân cái do thử kinh ngũ chủng nguyên dịch hổ hữu tường lượng xuất nhập thầm cự xét đến nguyên nhân là do năm bản dịch gốc của kinh này có bản chi tiết có bản đại lược sai biệt quá lớn phải biết nguyên nhân là như vậy năm bản dịch gốc nói đến ở đây hiện thời được bảo lưu trong đại tạng kinh kinh vô lượng thọ có năm bản dịch theo dịch kinh mục lục Từ Triều Hán tới Triều Tống Có 12 bản dịch Quá nhiều Rốt cuộc nên tuân theo bản nào Trong các bản dịch này sẽ biệt rất lớn Ở đây Cụ Hoàng nêu một ví dụ Lệ như Di Đà Đại Nguyện chẳng hạn như đại nguyện của Phật Di Đà. Chúng ta thường nói 48 nguyện, thì 48 nguyện là dựa theo bản dịch đời Ngụy và đời Đường. Hai bản này chép 48 nguyện trong bản dịch đời Hán và Ngô. Ngô ở đây là nhà Đông Ngô thời Tam Quốc do chi khiêm phiên dịch thì là 24 nguyện. Trong bản dịch đời Tống là 36 nguyện sai biệt quá lớn nếu chỉ có một bản gốc bằng tiếng phạn bất luận là ai dịch đương nhiên văn tự sẽ không giống nhau nhưng ý nghĩa nhất định như nhau chẳng hạn các điều trong lời nguyện nhất định sẽ giống nhau chẳng thế nào có sai biệt lớn như vậy do đó cổ nhân phán đoán thích ca Mâu ni phật thuở còn tài thế đã nhiều lần tuyên giảng kinh này nên mới có tình hình này xuất hiện đức thế tôn giảng kinh từ trước tới nay chưa hề giảng kinh nào hai lần chỉ giảng một lần chẳng giảng, giảng hai lần chỉ riêng kinh vô lượng thọ được tuyên giảng nhiều lần chứng tỏ tầm quan trọng của bộ kinh này và tầm quan trọng của pháp môn này Tổ sư Đại Đức đã chỉ ra như vậy. Toại sử sơ tâm học giả, chuyên trì nhất dịch, nàng minh thâm chỉ, biến độc ngũ chủng, hữu cảm gian nan. Thật có. Quý vị thấy, vào đời Tống, cư sĩ Dương Long Thư là một vị Đại Đức lỗi lạc. Nhưng không thể đọc cả năm bản dịch gốc Chỉ được thấy bốn bản Vì thế bản hội tập của ông căn cứ trên bốn bản dịch gốc Bản dịch đời đường chính là hội vô lượng thọ Trong kinh Đại Bảo Tích Ông Dương Long Thư chưa được đọc bản dịch này Trong bản này có rất nhiều khai thị tuyệt diệu mà bốn bản dịch kia không nhắc tới. Vì thế, bản hội tập này chưa hoàn mỹ. Quý vị hãy suy nghĩ, có địa vị giàu có như Dương Long Thư, mà còn chẳng có cách nào sưu tập hoàn toàn năm bản dịch gốc vẫn thiếu mất một loại tìm không ra xưa kia tìm một bản kinh là chuyện hết sức khó khăn vì thế cổ đại đức dạy chúng ta kinh điển phải bảo tồn rất cẩn thận khi đọc phải cẩn thận trên kinh bổn quyết định không thể đánh dấu hay viết chữ trở nên gây hư hại vì sao nhằm lưu truyền cho hậu thế để cho người đời sau có kinh để đọc không như hiện thời thuật ấn loát phát triển thuần tiện như thế vì lẽ đó có người hỏi tôi chúng con có thể viết chữ hay đánh dấu trên cuốn kinh được hay không tôi bảo được chứ vì sao quá nhiều chẳng bị thất truyền trước kia quá ít sợ bị thất truyền từ đời tống trở về trước Kinh điển toàn là chép bằng tay Kỹ thuật ấn loán mới được phát minh vào đời tống Nhưng dùng bản khắc gỗ để in Suy cho cùng vẫn là hữu hạn Hết sức hữu hạn Ấn loát phát triển cũng chỉ trong 50 năm gần đây Chứ 50 năm trước đó Sắp chữ đúc bằng kim loại vẫn khá phiền phức Hiện giờ quá thuận tiện Chúng ta phải hiểu điều này Đối với bản in hiện thời Nếu quý vị cảm thấy chỗ nào rất quan trọng Có thể đánh dấu Có thể gạch một vạch đỏ Như Hoàng Nhất Đại Sư đọc sách Dùng các màu khác nhau để đánh dấu Kinh bổn Diệu có thể làm theo cách này ư thì đa xã thử kinh nhi chuyên công a di đà kinh hỷ đây là lý do vì sao từ xưa tới nay ít người giảng kinh này người chú giải kinh này cũng ít nhưng đối với kinh a di đà chú giải đông giảng giải nhiều Do vậy tịnh Tông gần như coi kinh A-di-đà Là bộ kinh quan trọng nhất ừ. Thanh Sơ Bành Thiệu Thăng Cư Sĩ viết Đầu đời Thanh Cư Sĩ Bành Thiệu Thăng nói Bành Thiệu Thăng là Bành Tế Thanh Thử kinh siễn dương giả thiểu Thật dĩ vô thiện bổn cố Đời này rất hợp lý Chưa có bản nào tận thiện Quý vị nhìn vào năm bản dịch gốc sẽ biết liền Thành tai thiện ngôn Thì dĩ tống dương nhật hưu thanh bành thiệu thăng ngụy thừa quán đẳng đại cư sĩ quân vị hoàng dương thử kinh tiên hậu nhi hữu hội bổn giữ tiết bổn chi tác lời ấy đúng thay do vậy các vị đại cư sĩ như ông dương nhật hưu đời tống bành thiệu thăng và ngụy thừa quán đời thanh vì hoàng dương kinh này mà trước sau đã có các bản hội tập và bản trích lục phân chia chương đoạn Đến phần sau sẽ giới thiệu tỉ mỉ chuyện này Đời Tống, cư sĩ Dương Long Thư Dương Nhật Hưu là Dương Long Thư Từng viết cuốn Long Thư tịnh Độ Văn Long Thư là địa danh Cũng chính là Thư Thành ở tỉnh An Quy quê tu Cách nơi tôi sinh ra rất gần Cuốn tịnh Độ Văn của ông Dương viết hết sức hay Nhiều người do đọc cuốn sách này mà tu tịnh độ Tiếp dẫn rất nhiều người Ngụy thừa quán là Ngụy Mặc Thâm, là người thuộc niên hiệu Hàm Phong nhà Thanh. Những gì này đều là đại đức cư sĩ. Bành Thiệu Thăng sống vào thời Càng Long. dương cư sĩ và người cư sĩ đều có bản hội tập kinh vô lượng thọ. Họ soạn bản hội tập, còn Bành Thiệu Thăng soạn tiết bổn, Tức là ông ta chỉ lấy một bản, tức bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải, đem chỉnh lý sang đính một lần nữa. này chúng ta nói sang đính tức là gạt bỏ những phần khó hiểu chẳng dễ đọc tạo thành bản trích lược trở thành dễ đọc hơn vì thế mới có một tiết bổn và hai loại bản thội tập tiếp đó sách giới thiệu tống đại đại cư sĩ dương nhật hưu tằng soạn long thư tịnh độ văn Tứ Hải xưng Dự Truyền tụng Chí Kim Đại Tống Đại Cư Sĩ Dương Nhật Khưu Từng viết Long Thư Tịnh Độ Văn Được bốn biển khen ngợi Truyền tụng đến nay Các đồng học tu Tịnh Độ Hình như rất ít ai chưa đọc Long Thư Tịnh Độ Văn Khi chúng tôi mới học Phật Cũng hết sức ưa thích bộ sách này Viết hay lắm Có thể coi như sách để học quốc gia Dương Thị Lâm Trung Đoan Lập Giảng Sanh Họ Dương Lâm Chung đứng thẳng giảng sanh. Cư sĩ Dương Long Thư đứng giảng sanh, biết trước đúc bất, chẳng ngã bịch. Trong cư sĩ truyện, trong Đại Tạng Kinh, có bộ cư sĩ truyện và tịnh độ Thánh Hiền Lục đều có ghi chép. Khả chứng cư sĩ thật di ngã quốc tịnh tông giải hành câu ưu thù thắng hy hữu chi tại gia đại đích chúng ta thấy ông ta giảng sanh cách ông ta biểu diễn chúng ta liền biết ông ta giảng sanh chẳng giả chút nào đứng mất vương thị thâm khái bảo điển chi trần phong ư thị nải hội tập vô lượng thọ kinh hán nguy ngô tống tứ chủng nguyên dịch lánh thành nhất bổn danh di đại a di đà kinh trong long tạng càng long đại tạng kinh có bản này hình như nhật bản đại chánh tạng cũng có đại chánh tạng cũng thu thập bản này có thể đưa vào đại tạng kinh tức là bản này được lịch đại cao tăng đại đức công nhận nên mới có thể nhập tạng đưa vào đại tạng kinh vì lẽ đó đại tạng kinh là tiêu chuẩn thật sự nếu chúng ta muốn học kinh điển Nhưng kinh điển ngụy tạo rất nhiều Rốt cuộc kinh nào là thật Bộ kinh nào đáng tin cậy Vào thời cổ Khi quý vị xem Đại Tạng Thể kinh nào có trong một lục Của Đại Tạng sẽ là đáng tin cậy Kinh nào không có Chẳng đáng tin cậy Đây là Lập một tiêu chuẩn cho người đời sau nhưng tốt nhất là nếu quý vị có được một bản đối chiếu với Đại Tạng Kinh Thấy có bản kinh ấy sẽ càng yên tâm Quý vị thấy ông Dương chỉ dùng bốn bản dịch gốc thuộc các đời Hán, ngụy Ngô, Tống Thiếu bản dịch đời đường Chỉ có bốn bản Dương bổn xuất thế Hải nội xương tiền Tùng lâm phụng di khóa bổn Bản của ông Dương ra đời Được trong nước khen là tiện lợi Chốn Tùng lâm dùng làm kinh nhật tùng Tùng lâm là Phật môn đạo tràng Nhà Phật gọi là Tùng lâm Còn hiện tại thì sao? Hiện thời là đại học Nói thật ra Tùng Lâm là Đại học Phật giáo Có chế độ chánh thức Được chế độ quá Thọ Thích Ca Bồ Đi Phật Giảng Kinh Giáo học Giống như trường tư thục do tư nhân quản lý Không có chế độ Giống như thuở khổng lão phu tử Còn tài thế dạy học Không có trường học nào Theo hệ thống Quy chế chánh quy Không có Tại Trung Quốc Đến thời tùy đường Trường học mới chính thức đi vào khuôn khổ Vì thế đây là một điểm đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc à, Thỏa ấy Thầy Phương bảo tôi Tùng Lâm là một sáng kiến mang tính cách bạn của Phật giáo Trung Quốc Chính thức biến tu viện thành trường học Người đứng đầu Tùng Lâm được gọi là Chủ tịch Còn gọi là Phương trưởng trụ trì Đó là gì? Hiệu trưởng trụ trì là chiếc vị hiệu trưởng thủ tọa hòa thượng là giáo vụ trưởng Vina là huấn đạo trưởng giám diện là tổng vụ trưởng phân công những người chịu trách nhiệm hoàn toàn giống như cách tổ chức của một trường đại học hiện thời danh xưng khác nhau nhưng trên thực tế Vina đúng là huấn đạo trưởng phụ trách giáo huấn chỉ đạo điện đường là phòng học chia ra nơi chốn để giảng kinh phân tòa giảng kinh quý vị thích học khoa mục nào sẽ có thầy chỉ dạy có giảng đường nhất định giống như trong nhà trường như vậy quý vị phải hiểu phật giáo truyền tới trung quốc là giáo dục chẳng phải là tôn giáo mãi cho tới niên hiệu càng long nhà thanh vẫn chưa bị biến chất luôn là giáo dục tùng lâm là đại học ngoài ra còn có những ngôi chùa nhỏ chùa nhỏ là trường chuyên khoa chỉ học một thứ tịnh tông đạo tràng tu tập năm kinh tịnh độ Chẳng có phân tọa giảng kinh Chia thành nhiều pháp môn để giảng kinh chuyên biệt Là trường chuyên khoa chuyên dốc sức vào một môn Hoặc là cũng học các kinh luận có liên quan đến môn này Tình hình là như vậy đó Hiện thời Phật giáo suy di Do đâu mà suy Dứt bỏ giáo học Sau khi giết bỏ giáo học Kinh sám Phật sự trở thành hương dược Biến Phật giáo thành tôn giáo Thật sự trở thành tôn giáo Chúng ta cũng chẳng thể không thừa nhận Nó quả thật biến thành tôn giáo Đã quên mất gốc Phật giáo vốn chẳng phải là tôn giáo Phở Thích Ca Bồ Ni Phật tại thế Quý vị kiểm trong kinh điển Đức Phật chẳng làm Phật sự một ngày nào Nếu làm Phật sự một bữa nào Kinh điển phải ghi chép tường tận Nhưng chẳng thấy Trong Đại Tạng Kinh Có nhiều tài liệu về Kinh Sám Phật sự Những thứ ấy do người đời sau Tức các vị tổ sư Đại Đức đời sau biên soạn Chẳng phải do Thích Ca Bồ Ni Phật nói ra Vì vậy Chẳng thể không biết vì sao Phật giáo trở thành nông nổi này. Suy di đến tình trạng này, nhất định phải hiểu rõ ràng. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nhiều lần nhắc nhở tôi. Phật giáo Trung Quốc muốn phục hưng, nhất định phải thực hiện bằng cách khôi phục chế độ tục lăng. Đó chính là mở trường đại học. Phải thực hiện giáo dục Vào thời đầu dân quốc Có mấy vị đã làm chuyện này Nhưng thời gian rất ngắn Đều chẳng còn nữa Hình như có một vị Pháp Sư Mở qua nghiêm đại học Pháp Sư Thái Hư mở phật học viện tại hạ môn pháp sư viên anh mở lăng nghiêm chuyên tông học viện tại thượng hải có mấy gì làm nhưng thời gian cũng không dài sau này đều chẳng còn nữa pháp sư đế nhàn Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, suốt đời giảng kinh, dạy học. Ngài thuộc tông thiên thai. Đào tạo không ít nhân tài. Ở Mỹ, tôi còn gặp môn hạ của Ngài. Hội dịch, hội tập là chuyện có lý Ông Dương Long Thư hội tập đầu tiên Được Tùng Lâm tôn trọng Dùng bản ấy làm kinh nhật tụng Ngã quốc Long Tạng Chính là Đài Tạng Kinh Được biên tập dưới thời vua càn Long gặp vật bản Đại Chánh Tạng Diệt Quân Thái Nhập Dương Bổn Liên trì đại sư viết Liên trì đại sư sống vào cuối đời minh lúc tại thế Ngài đã phục hưng tình độ tông hết sức khó có Đạo tràng của Ngài ở Hàng Châu Ngài nói Dân thị sở hội giáo chi ngũ dịch Giảng dị minh hiển Lưu thông kim thế Lợi ích thậm đại Đây là lời tán thán của vị tổ sư Đời thứ 8 của tịnh Độ Tông Là liên trì đại sư Đối với ông Dư Long Thư hữu viết dĩ dương bổn thế sở thông hành nhân tập kiến cố do được lưu thông rất rộng người đọc tụng rất nhiều cố ư sở trước di đà sở sau trung phàm dẫn chứng vô lượng thọ kinh chi xứ đa thủ dương văn giáng thái nguyên dịch <laughs> hình như tôi đã giảng a di đà kinh sớ sao đôi ba lần quả thật là một tác phẩm hết sức hay do trong thời đại đó chúng ta nhìn vào nội dung sách sớ sao giống như chúng ta nhìn vào toa thuốc sẽ biết những người ấy đang bị bệnh gì trong thời đại đó trên lãnh thổ trung quốc phật giáo thiền tông hết sức hưng thịnh nhiều kẻ coi trẻ xem thường tịnh độ Do vậy trong sớ sao Liên trì đại sư đã dùng gì Để chú giải kinh A-di-đà Dùng hoa nghiêm Nâng kinh di đà nên ngang tầm dốc kinh hoa nghiêm Khiến mọi người tôn trọng Rất tuyệt vời Quả thật Lời của cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói Trong phần sau Cũng có dẫn chứng lời này Có lý lắm Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Kinh Vô Lượng Thọ là Hoa Nghiêm Trung Bổn. Nói cách khác, Kinh Hoa Nghiêm là Đại Vô Lượng Thọ Kinh. Hoặc nói cách khác, Kinh A Di Đà là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà một mà ba, ba mà một. Liên trì Đại Sư đề xướng điều này được các bậc cao tăng đại đức Trong Phật môn công nhận tán độc Tịnh độ lại được hương dưỡng Nên Ngài được xưng tụng là Tổ sư đời thứ 8 Tổ sư của tịnh độ Tông Không giống như trong các tông phái khác các tông phái là khác là đại đại tuyên truyền tức là từ một đời này truyền lại cho đời sau trong tình độ tông không có thể lệ ấy tình độ tông chẳng phải là đại đại tuyên truyền mà là sau khi các vị đại đức ấy đã giảng sanh người đời sau khẳng định vị ấy đối với tình độ tông có cống hiến đặc thù bèn tôn gì ấy là tổ sư vì thế, Tổ sư Tịnh Độ Tông là do dân tuyển bầu chọn, chẳng phải đời này truyền sang đời kia, mà là dân tuyển. Giống như thời cận đại, Ấn Quang Đại sư đối với Tịnh Độ Tông có cống hiến rất lớn. Mọi người công nhận Ngài xứng đáng là vị Tổ sư đời thứ 13. Nếu là Tổ Tổ tương truyền, Tổ sư này truyền cho Tổ sư kia, phải biết là sẽ có tới sáu bảy mươi đời nhưng tình độ tông mới có mười ba đời nếu như đời này không có người như vậy sẽ không ai được chọn thật sự có cống hiến đặc thù đối với sự tu trì và hoàng dương tình tông người ấy sẽ được người đời sau tôn xưng là nhất đại tổ sư tổ sư trong một đời tổ sư trong tình tông do đó mà có do dân tuyển chư tổ của tình tông được gọi là đại sư cũng là do đặc biệt tôn trọng bởi lẽ đây cũng là một kiến thức thông thường quý vị cần biết chữ đại sư chẳng thể tùy tiện xưng hô danh xưng đại sư trong phật môn chuyên dùng để gọi thích ca mâu ni quý vị thấy đó trước kia thầy của hoàng đế gọi là quốc sư người phiên dịch kinh điển được gọi là tam tạng pháp sư bậc đại đức trong thiền môn gọi là thiền sư vị nào chuyên dốc sức nơi luật thì gọi là luật sư nghiên cứu luận điển thành công bèn gọi là luận sư không ai xưng là đại sư chỉ có tịnh độ tông xưng là đại sư vì sao các vị ấy chẳng khác gì phật có thể chỉ dạy chúng sanh niệm Phật giảng sanh Hãy giảng sanh bèn thành Phật Quý vị xem Phật độ chúng sanh chẳng phải chỉ dạy giúp họ thành Phật đó sao Những vị đại đức độ chúng sanh dùng pháp môn này Cũng dạy họ thành Phật trong một đời Có khác gì Phật Cho nên đều gọi là Đại sư Vì thế chỉ có tổ sư Tịnh Tông được gọi là Đại sư Phải biết kiến thức thông thường này nay chúng ta là kẻ tầm thường mà xứng là đại sư tức là quá lố không thể được tiếp theo đó là hữu u kê đại sư cánh hữu thịnh yên đây là một vị cùng thời đại với liên trì đại sư cũng là một vị đại đức trong thời tịnh Tông Ngài có trước tác bộ Di Đà Diên Trung sao? Khi chúng tôi mới vừa tiếp xúc tịnh Tông, Thầy có trao cho tôi ba bạn chú giải. Ba bạn chú giải ấy là ba tác phẩm chú giải Kinh Di Đà có uy tín nhất. Người tu tịnh độ chẳng thể không đọc. Thứ nhất là A-di-đà kinh sớ sao của Liên Kỳ Đại Sư Thứ hai là Yếu giải của ngẫu ích đại sư Trong bộ tình đồ thập yếu Thứ ba là Nhân trung sao của UK đại sư Ba bản chú giải này Là tác phẩm chú giải Kinh Di Đà Có uy tín nhất Trong viên trung sao, hãy trích dẫn kinh văn của kinh vô lượng thọ, bèn hoàn toàn dùng bản hội tập của ông Dương Long Thư. Trong bộ sớ sao của Liên trị Đại sư, Đại Khái là trích dẫn bản hội tập của ông Dương Long Thư hơn phân nửa một chút phần còn lại dẫn trích dẫn từ các bản dịch gốc cận đại ấn quan đại sư ư sở soạn trùng các viên trung sao từ trung diệt tán dương bổn văn nghĩa tường tất cử thế lưu thông Cận đại trong ấn quan văn sao có bài này Đây là một thiên văn chương của Ngài Trong bài trùng khắc a di đà kinh viên trung sao tự Ngài đã tán thán như vậy Chứng tỏ việc hội tập là chính xác Là chuyện phải có người đứng ra làm Vậy bà trong thời cận đại Có người phải bình hội tập là sai lầm Lời này nói chẳng xuôi tai Có rất nhiều người đến hỏi tôi Đối với bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Ở trong nước lẫn Đài Loan Đều có những gì đại đức trong Phật môn phản đối Đừng nên làm chuyện này Họ đem chuyện ấy tới hỏi tôi Tôi nói, nếu chúng ta chẳng thừa nhận việc hội tập cho là không đúng pháp, sẽ có rất nhiều vấn đề. Hiện thời trong nhà chùa, quá tụng sáng tối, chẳng phải do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Kinh văn và nghi quy trong ấy đều là hội tập. Cũng chẳng thể dùng những khóa bạn ấy bình thường quý vị làm phật sự, như từ bi tam muội thủy sám, đại bi sám, Diệm khẩu, thủy lục, những bạn ấy toàn là hội tập, thấy đều chẳng thể dùng, quá tuần sáng tối trong nhà chùa phải đọc nguyên văn mới đúng vậy thì rất nhiều thứ trong nhà chùa đều trở thành có vấn đề đều chẳng đúng pháp quý vị thấy trong phật môn có bao nhiêu thứ là hội tập của tổ sư đại đức từ xưa đến nay vì thế phải hiểu đạo lý này chẳng thể không nói theo lý sau khi quý vị đều hiểu rõ sẽ biết hội tập là cần thiết nhất là thuở ấy đức thế tôn đã chỉ dạy chúng ta y pháp bất y nhân y nghĩa bất y ngữ y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa y trí bất y thức hơn nữa kinh đại thừa thường dạy phật vô hữu định pháp khả thuyết pháp thượng ưng xã hạ huống phi pháp nói đành mạch diệt để như vậy vì thế chúng ta nhất định phải hiểu pháp do đâu mà có do con người mà hưng khởi người ta mắc bệnh gì đức phật bèn kê toa thuốc đó người không có bệnh sẽ chẳng có toa thuốc đó là chữa bệnh do vậy nhất định phải hiểu đạo lý này đây là nói rõ hội tập là chuyện phải nên làm <laughs> tiếp đó là nói đến những vấn đề trong hai bản hội tập. Dương thị hội kinh tuy đại hữu công ư tịnh tông đảng sở hội chi bổn phả đa suy ngộ trong ấy phạm sai lầm đó là sự thật cho nên cũng phải nhận biết rõ ràng Những khuyết điểm ấy Cụ Hoàng nếu tỷ dụ Bạch Khuê Chi Hà Hiền giả tích chi Bạch Khuê là Ngọc Ngọc có tỳ vết Tỷ dụ Bản hội tập của cư sĩ Dương Long Thư Có khuyết điểm Khiến người hiền tiếc núi Liên kỳ đại sư dị kỳ Sao tiền trước hậu khử thủ dị tận điều này sẽ được giải thích trong phần sau bành thiệu thăng cư sĩ xích chi văn lăng loạn quay chuyển bất hợp viên chỉ cư sĩ bành thiệu văn chê trách rối ren sai sót chẳng hợp ý chỉ viên dung những lời phê bình này cũng đều có căn cứ Nếu như chúng ta đem năm bản dịch gốc đối chiếu Quý vị sẽ hiểu ngay Hiện thời có mấy vị cư sĩ Đã làm chuyện so sánh này Tôi thấy họ đã đối chiếu sự bất đồng Giữa hai bản tập hội Với năm bản dịch gốc Làm kỹ lắm, rất tốn công Sau khi quý vị đã xem xong Mới biết bản hội tập này Của hạ lão cư sĩ hay lắm Hội tập quá khéo Đúng là hay hơn mấy bản hội tập trước đó Do vậy hiện thời có tổng cộng 9 bản gồm ba bản hội tập một bản tiết lục năm bản dịch gốc tôi in cả chín bản này thành một cuốn khi ấy tôi giảng bản hội tập của hạ lão cư sĩ ở nước ngoài sợ có kẻ đến kiếm chuyện cho nên tôi in chung cả chín loại để quý vị tự xem kẻ nào thắc mắc có nghi vấn tôi đưa sách cho kẻ ấy xem ông hãy tự xem đi tôi chẳng cần phải trả lời chính bản đều có nhưng đều đọc hết thì thật là khó một bản hội tập hay như thế Đức Thế Tôn đã nói Đến lúc Pháp diệt tận Hết thảy các kinh đều chẳng còn nữa Cuối cùng chỉ còn lưu lại Mình kinh vô lượng thọ này Nhưng là bản nào của kinh vô lượng thọ Chắc chắn là bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư Chứ không phải là bản dịch gốc Chúng ta có thể khẳng định điều này Bản hội tập này quá hay Chúng ta cần phải nhận biết điều này Thì mới chẳng đến nỗi hoài nghi kinh này Kẻ phê bình rất nhiều Sự tu học Sự tu học Thâm nhập kinh giáo của họ Đã đạt tới bản lãnh như Dương Long Thư quỷ Bạc Thâm Và Hạ Liên Cư hay chưa Nếu chưa đạt tới trình độ ấy Lẽ nào có thể tùy tiện phê bình Cá nhân quý vị phê bình Chính quý vị tạo nghiệp phải tự gánh giác nếu quý vị ảnh hưởng tới người khác khiến người khác nảy sinh hoài nghi đối với bản này không học tập nữa lỗi lầm lớn lắm quý vị đoạn pháp thân huệ mạng của người khác có phải gánh trách nhiệm nhân quả hay chăng chắc chắn là phải chúng ta học kinh giáo chẳng thể không biết điều này hôm nay đã hết thời gian rồi chúng ta học tập tới đây